Video này mình sẽ update kèo đào đang miner trên điện thoại nhé. Đang đào sát. Hiện tại thì nó cái round 2 đang đào ấy thì nó bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 2021 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2021 nhá. Hôm nay đã rơi 17 rồi. Từ tính ra sẽ còn đào được khoảng nửa tháng rưỡi nữa. Thì mình để yêu cầu thứ nhất, yêu cầu nó trả thưởng ấy, thì là mỗi địa chỉ IP thì mọi người chỉ dùng tạo ra một nick thôi nhá, một tài khoản. Thứ hai ấy, là mỗi ngày nó sẽ phát ra 1 triệu token sát. Cái số gold đang nào mình đang nhận được đấy không phải là số token đâu nhá, nó là chỉ là tính điểm thôi. Xong nó lấy 1 triệu đấy, nó sẽ chia ra số điểm này, có nghĩa là cộng tất cả số gold này của mọi người đào được trong ngày hôm nay, xong rồi là lấy 1 triệu chia cho số đấy xem mình có bao nhiêu phần trăm gold trong cái tổng số lượng tất cả mọi người đào gold ra đấy. Mình sẽ tỷ lệ đấy, công thức tính thì mình sẽ để phần mô tả nhé. Thì mỗi ngày nó sẽ phát 1 triệu token sát thôi, thì nó chia đều xem tỷ lệ ai nắm giữ ai tạo ra nhiều gold hơn. Thì để mà xem cái phần thưởng hồi hôm trước đào thì mọi người kích vào phần đi qua này, đi qua đây mấy hôm trước thì mình toàn nâng cấp thôi đấy, có bao nhiêu gold mình nâng cấp hết thì nó ít lắm đây nhá. Nó tính thường thường là nó tính vào 7 giờ sáng của mình nhá, 7 giờ sáng nó chụp lại toàn bộ số gold của ngày hôm trước của tất cả mọi người đào, xong chia cho phần trăm, chia phần trăm xong nhân với 1 triệu token sát. Thì mấy hôm nay đây, mấy trước mình toàn up level thôi, thì hôm 15 này được 19 token sát này, 16 được 22 token sát này, và cái token sát này nó sẽ chưa trả luôn nhá, nó sẽ trả vào tầm 28 29, thường thường rơi vào cuối tháng, cứ xong tháng này thì trả vào cuối tháng nhé. Như tháng trước thì nó trả vào tầm 28 29 tháng 1 rồi đấy. Nếu ai mà đào trước mà để điều kiện để nhận được ấy thì mọi người cất ít nhất là phải up lên level 10 trở lên nhá. Ai mà dưới level 10 thì sẽ không nhận được phần thưởng. Đấy. Runner của nó đây. Và xem runner đấy nhá. Đấy, 8 giờ GMT đây. Mình nghĩ nó là 7 giờ đấy, cũng rõ nữa, để tìm lại sau nhé. Đây toàn tiếng Trung Quốc rồi, dự án này của Trung Quốc. Mọi người có thể vào cái phần, kích vào phần Runner để tìm hiểu thêm nhé. Dịch ra chẳng hạn, mình xem nào. Không được nhá, nên nhớ mỗi người dùng một IP và không phải lo nó không trả đâu nhá. Nó có trả và trả vào ngày cuối tháng. Mọi người cái này tranh thủ đào đi, cứ lên trần up lên trên level 10 là được. Và thôi không cần phải nâng cấp level cao đâu. Nên là vừa xong là đào để lấy gold. Nó cộng điểm trong ngày thôi. Chỉ cần thế thôi nhá. Rồi.